Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc rút kháng cáo. Giữa làn sóng dư luận, Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, đã đưa ra quyết định gây bất ngờ, rút kháng cáo và chấp nhận mức án 8 năm tù giam. Ngày 9 tháng 10, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sự chú ý đổ dồn về ông khi phiên xét xử phúc thẩm bị đình chỉ. Bị cáo Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc, đã rút kháng cáo và chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 10, theo nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Phúc đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó, ông Phúc đã có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên để đi thi hành án, mong sớm trở về với gia đình. Xét xử sơ thẩm ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Minh Phúc đã có hành vi liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin của bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Từ đó, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phúc đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hội đồng xét xử cũng xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án đối với các giấy tờ giả, gồm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Phúc đã òa khóc nức nở khi gặp lại người thân và thừa nhận hành vi truy tố như cáo trạng là đúng, không an sai. Nói lời sau cùng, bị cáo này mong hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình, ở với mẹ già. Người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc bị phạt 8 năm tù. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, sau nửa ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Minh Phúc đã có hành vi liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin của bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Từ đó, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định, bản thân bị cáo Phúc biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần có mức hình phạt để răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử cũng xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với các giấy tờ giả, gồm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. Xin lại bằng tiến sĩ luật giả để làm kỷ niệm, đại đức tự phong Thích Tâm Phúc có sai luật. Ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tên thường gọi Thích Tâm Phúc. Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 2-3 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo Phúc là 5-7 năm tù về hai tội danh.
Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, kết quả giám định các giấy tờ đã có đủ căn cứ xác định. Nguyễn Minh Phúc thông qua mạng xã hội để làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa và chiếm đoạt của bà T 70 triệu đồng vào 2 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 và ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023. Hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang tâm lý người dân, đồng thời xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác thông qua việc chiếm đoạt 70 triệu đồng của bà T. Khi lượng hình, Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và chị của bị cáo nộp 70 triệu đồng khắc phục hậu quả. Sau khi Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm, bị cáo Phúc không tranh luận. Nói lời sau cùng, bị cáo Phúc trình bày mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình, ở với mẹ già. Tại phần thẩm vấn, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, bị cáo Phúc trình bày đã nghe rõ và cáo trạng đúng với hành vi bị cáo thực hiện. Không oan sai, bị cáo Phúc trình bày, không quen biết với ông V mà chỉ gặp mấy lần khi ông V đến chùa của bị cáo. Mục đích ban đầu ông V đưa tiền cho bị cáo để nhờ làm giấy tờ đất thì bị cáo đồng ý. Ông V không yêu cầu bị cáo lên mạng tìm chỗ để làm giấy tờ giả. Bị cáo bấm trên Google tìm kiếm dịch vụ đất đai, chứ không biết đây là làm giả giấy tờ. Bị cáo không có học hành nên không biết những giấy tờ này khi làm phải được đo vẽ, bị cáo Phúc nói. Theo chủ tọa, các tin nhắn của bị cáo còn trong hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo biết việc làm giấy tờ trên là giả và đã trả cho những người này 30 triệu đồng. Chủ tọa hỏi thêm, tại sao không nhờ cơ quan có thẩm quyền tách thửa để làm mà tìm trên mạng? Bị cáo Phúc trả lời, vì bị cáo tin tưởng trên mạng, trước giờ làm gì cũng tìm trên mạng nên nghĩ là đúng. Cạnh đó, cáo trạng thể hiện, quá trình điều tra, Phúc giao nộp thêm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ. Theo kết luận giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Phúc thống nhất kết luận giám định này và không khiếu nại. Tuy nhiên, bị cáo Phúc bất ngờ trình bày muốn xin lại các giấy tờ này để làm kỷ niệm. Điều này chứng tỏ bị cáo Nguyễn Minh Phúc là người thiếu hiểu biết pháp luật, bởi theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định. Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tùy theo tính chất và mức độ phạm tội, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự mức cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Trước đó, trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông chọc đầu, mặc đồ giống nhà sư trong quán nhậu tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông này vui vẻ dự một bữa tiệc, tươi cười vẫy tay chào mọi người, sau đó có hình ảnh người này ở cơ quan công an. Được biết, khi lực lượng chức năng kiểm tra một quán nhậu sân vườn ở phường 17, quận Gò Vấp, công an đã tiến hành kiểm tra, test nhanh đối với nhiều người nghi sử dụng chất kích thích và đưa hàng chục người về trụ sở, trong đó có người đàn ông ăn mặc như nhà sư. Ông này sau đó đã được cho về vì âm tính với chất kích thích. Nhiều người đã nhận diện được người đàn ông cạo trọc, mặc đồ giống nhà sư, tên là Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ tại nhà số 174/13A, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông này là một tu sĩ giả danh, chứ không phải là nhà sư thật sự và thường gây náo loạn mạng xã hội với nhiều phát ngôn, hành động phản cảm. Người đàn ông này thường tự xưng là thầy, tự nhận mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc và xưng là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương, thường mặc áo tu sĩ Phật giáo. Đối tượng có những clip phản cảm, khoe mình đang ăn thịt cùng phát ngôn phản cảm. Thầy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon, quá xá là ngon, hoặc khoe rằng vẫn ăn thịt cá bình thường, chỉ rằm mùng 1 các thầy ăn cùng Phật tử là ăn chay. Bên cạnh đó, người này cũng thường đăng các clip nói năng tục tĩu, tuyên bố nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khiến Phật tử bức xúc, phẫn nộ. Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi khẳng định, đối tượng Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ giả danh. Căn nhà số 174/13A, ấp Láng Cát là nhà người này để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Minh Phúc từng đến chùa Hoàng Pháp, xin được ở lại chùa cũng như xin chùa giúp đỡ việc ăn học vì hoàn cảnh gia đình của Phúc khó khăn. Với tinh thần từ bi của đạo Phật, chùa đã nhận chú Phúc vào chùa ăn học. Trong thời gian ở chùa Hoàng Pháp, chú Phúc có quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Tịnh Phú. Thượng tọa Thích Chân Tính cho biết, sau 3-4 năm, chú Phúc trở về nhà, nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Một thời gian sau, chú Phúc có nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi,
Sau đó chú Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia và tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời, chú Phúc còn tự nhận là trụ trì chùa Hoàng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết được sự việc, chùa Hoàng Pháp đã lên tiếng thì người này bày tỏ sự sám hối, đồng thời hứa sẽ không tái phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.